Step của là step dừng đánh hay các bạn. Tách 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 xuống. Em rất đẹp trai. À này, này gái chết hết. Ông này ra ông môi gái chết. Xem dừng đánh hay vào. Tách 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 xuống. Em rất đẹp trai. À này, này gái chết hết. Ông này ra ông môi gái chết. Xóm 3 thôn Giáo Thiện thuộc Quỳnh Bình, thành phố Thái Bình, gần nhà bác Lượng. Để lên cấp cho em làm một bộ khu hình karaoke. Và sắp đến lễ Noel thì bên khu vực Giáo Thiện này là tất cả các bác anh em đây là theo đạo. Vậy như vậy là cái không khí cũng như là chuẩn bị cho ngày Noel rất là rực rỡ. Là gọi là giếng gì đây, không rõ lắm. Anh em gọi là giếng này. Em thấy là anh em làm cái đúc trầu rất là đẹp, rất là long lanh. Xong con quét gì đấy, đấy rất đẹp bọn em. Đây là cái giếng đào à? Em thì không rõ lắm, có gì sai mong các thông cảm. Rất đẹp lung linh, bạn có thể nói là rất là công phu luôn. Tại nhà em mà không làm cái này gọi là cái gì chưa bác nhỉ? Hang đá. Hang đá ở đây mình gọi giếng chứ không? Hàng đá. Đây là em Trung, Trung Nam. Đẹp nhỉ, lung anh. Công phu đấy. Và đây là khu viện nhà em ấy.
cơ bản anh em sẽ alo toàn anh em rất là có điều kiện mà. Đấy, và chân thành đang hát. Em ở Việt Nam một là xây em cả em mất cái lúc này còn bạn đó nhất và em có hai cặp vào rồi đấy. Chơi đó là em mới thấy trên đồng phố nắng lửa cái này của em để tình yêu hai đứa như hoa. Con ba này hát hát là giấy nó ú ấy, em bỏ ra thôi, còn trong ú không cần nữa, bạn này trong ú chơi cho trên đồng là bỏ rồi đó. Đây là cấp này. Một con này S700 mic này. Phải lên nguồn hết để em có sẵn đâu. Cái đồ này có sẵn đâu này. Có sẵn này, có sẵn này. Phước có sẵn. Hai loa có sẵn. Em bắt thử vai nào.